Xin chào tất cả anh chị, thì tiếp tục là mình sẽ quay lại với cái giao diện về website nhà hàng. Thì để mà tiếp tục để mà nó hoàn thiện website này thì mình sẽ làm tiếp những video này. Thì giờ mình thấy cái giao diện của nó là giao diện nó full luôn. Thì giờ mình cho nó box lại, cho nó ấy lại. Chúng ta vào flash xong, chúng ta vào layout. Chúng ta chọn cái box, rồi sau đó mình chúng ta chọn cái background. Cái background của nó chọn nó màu nó sẫm hơn một chút. Rồi ok, rồi chúng ta tắt đi. Rồi ở ở này thì chúng ta muốn là cái ảnh này tạo ra một slide ảnh nó chạy ở đây, thì chúng ta tìm một cái ảnh nữa rồi chúng ta thay vào này. Chúng ta chọn là banner, push banner. Ta sẽ lấy cái banner này.
Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo được một cái slide banner. Rồi chúng ta giảm cái kích thước này, giảm cái kích thước bên trái bên phải. Rồi, chúng ta bấm Update. Thì chúng ta chuyển cái menu qua này. Rồi, chúng ta cũng đăng. Chúng ta đổi cái thanh menu này sang một cái màu khác. Đây, chúng ta tắt đi. Rồi, chúng ta sẽ tạo một cái thanh menu ở phía trên này nữa. À, nó bao gồm các cái trang như là login. Rồi, chúng ta sẽ tạo ra menu. Tạo mới menu. Chúng ta chọn liên kết tự tạo. Chúng ta copy cái này, chúng ta bỏ này, đánh nhập. Rồi, chúng ta lưu. Chúng ta thoát đi. Rồi, chúng ta thấy nó có cái đăng nhập ở đây. Rồi, sau đó chúng ta muốn tạo một cái background của nó màu màu vàng, background của rồi chúng ta sẽ thêm cái ảnh ở phía sau này. Ta lưu cái ảnh này về.
Layout. Select image. Chúng ta sẽ tạo một cái menu ở phía dưới này, một cái menu ở phía dưới này nữa. Chúng ta sẽ tạo ra các cái trang là nó làm cái những cái trang con của menu. Chúng ta tạo trang. Ở trong cái menu này đồ ăn nó sẽ có là đồ ăn sáng, đồ ăn trưa và đồ ăn tối. Buổi sáng, bữa trưa, bữa tối và đồ nước uống. Trong cái phần mà layout này, thuộc tính trang này, chúng ta chọn nó là menu, chúng ta bấm đăng, rồi thêm trang mới. Rồi chúng ta sẽ quay lại trong cái phần trang menu, rồi sẽ thêm bữa sáng, bữa trưa, bữa tối thêm vào menu. Rồi chúng ta bấm lưu. Chúng ta thêm một cái phần menu nữa là đó là đồ nước uống. Nước uống là không cần nước uống thì chúng ta quay lại. Rồi, chúng ta thêm menu vào footer, tầm menu ở đây. Rồi ở tại cái dòng này chúng ta sửa thành menu, sửa thành cái từ là giới thiệu. Chúng ta nhập một cái dòng giới thiệu ở đây. Chúng ta đổi cái màu vàng này nó sặc hơn một chút.
Và mình sẽ copy cái phần này. Ta sẽ copy khúc này. Chúng ta thêm vào cái này nó là liên hệ theo đặc bạc. Chúng ta cho cái chữ này nó to lên. Rồi, chúng ta cho cái màu này nó sẫm hơn một chút. Rồi chúng ta sẽ thay đổi cái logo ở đây. Rồi chúng ta sẽ lấy cái logo này. Dán cái tự chuyển cái này nó thành màu trắng. Nó làm sẫm cái màu ở trên này chút xuống. Chúng ta thay đổi cái phông này.
rồi, giờ vẫn đang. Rồi chúng ta sẽ tạo ra mấy cái biểu tượng như là icon menu. Chúng ta cài một cái plugin nữa là
và mình đổi cái chữ này. Và chúng ta sẽ thêm cái số điện thoại với lại email ở phía dưới này. Chúng ta chiếu nó thành màu đỏ. Tại đây chúng ta sẽ cho nó xuất hiện ba cái bữa sáng, ba hình ảnh của buổi sáng.
Đây, đổi cái này là buổi sáng. Từ 5 giờ sáng đến 9 giờ. Nè, cái này là buổi trưa. Chúng ta ghi giờ từ 1 giờ đến 1 giờ chiều đến 13 giờ. Cái này chúng ta ghi đầu buổi tối. Từ 15-17 giờ đến 8 giờ tối. À, phía dưới này phía dưới này chúng ta sẽ ghi là giá rẻ, giá thấp nhất. Giá thấp nhất là 60k một khẩu phần, một phần anh giá thấp nhất. Chúng ta sẽ làm một cái background. Rồi, chúng ta đổi cái form này một chút.
Rồi, xuống đây chúng ta sẽ đổi thành nhận xét của khách hàng. Tại chúng ta sẽ tìm hình. Chúng ta sẽ lấy cái này. Bấm vào đây.
Chúng ta sẽ đổi tên.
Rồi thì đến đây thì mình xin dừng cái video tại đây. Thì nếu làm tới đây thì các anh chị đã có được một website nhà hàng. Thì các anh chị nhớ bấm theo dõi kênh của mình thì các anh chị sẽ thấy được những cái video tiếp theo mình sẽ làm hoàn chỉnh cái website này luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.